Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì số lượng bột thuốc súng hầu hết là mình dùng để làm pháo hoa, phục vụ vào công việc di chuyển của mình. Thế nhưng mà dùng hết rồi thì lấy đâu ra mà làm thêm những cái món đồ như là TNT. Sắp tới thì có thể là mình sẽ còn rất là nhiều TNT, rất nhiều luôn, để phục vụ vào một cái công việc bí mật. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ làm một cái khu vực farm mob tổng hợp đi. Nó vừa cho mình thuốc súng và vừa có thể cho mình thêm cả chỉ nữa, khá là tiện lợi luôn. Ok, giờ thì chắc lên đường và chọn một cái địa điểm thích hợp để xây dựng thôi. Ê, bên đây mình thấy nó khá là ok này. Giữa biển cũng là một cái ý kiến khá là hay đấy. Được, chắc mình sẽ xây đâu đó tầm ngay đây đi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy nguyên vật liệu ra trước đã. Chủ yếu là mình dùng đá mịn để mình dễ đếm mấy cái ô hơn thôi. Mình sẽ làm trước ở đây một cái mặt phẳng để có gì mình còn đứng nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ đặt một vài cái rương. Đây là cái rương để có nhiệm vụ là giúp mình chứa đồ từ những cái con mob sau khi nó bị tiêu diệt này. Rồi không thể thiếu là những cái hopper hướng vào mấy cái rương để cho nó hút đồ. Đặt thêm một ít lửa trại ở trên. Đây là cái chính giúp mình có thể tiêu diệt được những con quái đấy. Rồi sau đó thì bao bọc lại xung quanh thôi. Ở mấy cái góc này chắc mình sẽ kéo lên hai ô nè. Rồi sau đấy đặt vào những cái tường đó, mình sẽ đặt vào cái tường ở đây. Và cuối cùng là ở đây. Dạ, cái lửa trại đó đốt đau ghê luôn á. Cái lửa trại linh hồn đốt cực kỳ đau nha. Rồi làm thêm một ít cái phiến nữa. Nói chung xây cái này thì mình cần rất là nhiều phiến luôn á. Tạm thời là mình sẽ đặt trước vài cái phiến ở những vị trí trên cái bức tường nè. Đây, đây và ở đây. Đấy, cứ xen kẽ một khối và một phiến. Rồi sau đó lên trên tiếp tục là một khối và một phiến giống như vậy. Kéo dài lên trên tầm 1, 2, 3. Mình chắc mình sẽ làm cỡ 8 lần giống như vậy á. Rồi sau khi xây xong cái đường ống thì mình sẽ bắt đầu. Cái này còn thiếu một lớp. Mình xây thêm một lớp. Rồi mình sẽ bắt đầu mở rộng về mỗi hướng là 7 ô. Tương tự ở mấy hướng còn lại luôn. Tại đây mình sẽ nối qua bên đó đó. Khi lắp full lại thì mình sẽ được cái hình giống như vậy nè. Rồi tiếp tục từ một góc mình lại xây ra thêm 3 ô. Mình cũng sẽ nối giống như ở dưới vậy đó. Từ ô bên đây mình sẽ nối qua. Cái này chủ yếu là để một hồi mình đổ nước vào nó không có bị tràn ra ngoài. Và đẩy những cái con quái nó đúng cái vị trí cái ô mà mình đã chuẩn bị sẵn ấy. Rồi được hai lớp rồi đúng không? Gán đi thêm lớp nữa. Cái này nó quá trời lớp rồi. Mà cái lớp ngoài này thì chỉ là một cái lớp mỏng thôi. Giờ thì tới công đoạn là châm nước thôi. Mình coi cái xô nước mình có mang theo không ta. Ây da, không có đem rồi, ở dưới rồi. Mình sẽ làm nước vĩnh cửu ở trên trển luôn. Múc ba xô đem lên. Một nước đầu này, một nước đầu này. Rồi, xong. Giờ thì cũng hơi khó nha. Mình phải châm làm sao mà cho nước nó chỉ tràn vô bên trong thôi á. Đó, như vậy là đúng nè. Đấy, bắt buộc là nước nó chỉ tràn vô trong thôi, chứ nó tràn ra ngoài là tầm 7 á. Rồi, và châm hết xung quanh cái chỗ này thôi. Đấy, giờ là nước nó đã chỉ đẩy vô trung tâm. Là ok. Mình sẽ bắt đầu làm một cái hệ thống khác. Nó sẽ cách cái mặt nước này là 2 ô. Mình sẽ đặt một cục phân phát ở đây. Cái này nó cũng sẽ có nhiệm vụ là một tí nó nhả nước cho mình thôi. Rồi mình sẽ tạo ra một cái... Sai. Nữa. Cách nhầm quay. 5, 6, 7. Mình sẽ xây về mỗi hướng 7 ô. Rồi sau đó nối lại giống như ở tầng dưới. Khi hoàn thành thì nó sẽ có hình dạng trông như thế này. Đấy, vậy là mình được một tầng rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần cho cái xô nước vô trong đây. Để một tí cho nó đổ ra thôi. Và để cho cái cục này nó kích hoạt lên thì mình sẽ cần có một cái khối theo dõi nó chĩa xuống. Ê, chĩa gì là không đúng nha. Chĩa xuống cơ. Đúng như vẫn không đúng. Ấy thế nhờ. Đấy, vậy là đúng rồi nè. Đó, nó đã bắt đầu nhả nước ra rồi. Quá là ok luôn. Áp dụng cách này thì mình sẽ làm lên trên tầm 10 tầng giống như vậy. Là sẽ hoàn thành công đoạn xây dựng đấy. Ê, cái gì vậy? U là trời rồi, thôi xong rồi, hết cứu rồi, vô phương cứu rồi. Rồi luôn. Chẳng lẽ kịp không? Ồ, mình chỉ cứu được một lạc đà thôi.
Thiệt tình luôn á, mình làm cái mấy cái này là cái farm 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 mob mà, mấy con quái vật mà, chứ đâu phải farm lạc đà đâu. Khổ thân lạc đà chứ, gặp cái bé dân làng không có tâm huyết rồi. Đấy, giờ anh tâm huyết nha, anh cho cưng ở đây nha, đừng có đi lung tung nha. Rồi giờ mà có gớt thì cũng không sao đâu, ở dưới là biển á, có gì nhảy xuống dưới tắm cũng được. Rồi ngồi đó chơi đi nha, người ta còn làm việc tiếp nữa. Thì cái tình luôn á, cái bác đó ăn xong ha rồi báo không à. Ây da, ây da, nó bắt đầu xuất hiện quái lác rác rồi. Ui. phải làm cho xong lẻ cái chỗ farm này thôi. Ôi xong, xác định con nhện rồi. Thì ra nó chọn cái chết. Ôi nhưng mà sao cái mấy farm này mình nãy giờ mình thấy khá là ít creeper spawn ra nha. Ồ có. Có creeper. Ý, rất nhiều là đằng khác luôn. Vậy là ok rồi. Tranh thủ lẻ mới được, mình còn có phân nửa cái sàn ở trên cùng nữa thôi là xong rồi. Không có phần sàn thì mình sẽ làm cái hệ thống đá đỏ một chút ở đây. À, nhưng mà cái này là nửa dưới á, nên không có đặt được những cái đồ redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên mình sẽ làm một cái phần sàn, nó là những cái block full giống như vậy. Chiều dài là cỡ 7 ô về mỗi hướng. Bây giờ thì xách đồ nghề redstone của mình ra và làm một ít redstone ở đây. Mình sẽ đặt một cái cần gạt đâu đó ở khoảng này. Rồi nối đá đỏ qua đây. Cũng như là một cái mạch so sánh ở vị trí này. Ok. Cuối cùng là những cái bộ lập thì mình sẽ nối dài cho tới cuối đường luôn. Rồi quay xe. Chở ngược lại. Giống như vậy. Và những cái bộ lập này thì mình sẽ cho nó trễ nhất có thể luôn, cho nó chậm nhất có thể. Rồi đấy, xong rồi đấy. Bây giờ thì nó khá là chậm luôn rồi. Như vậy là công đoạn xây dựng của mình đã xong xuôi rồi đó. Giờ thì mình chỉ làm cái khu vực AFK nữa thôi, là hoàn thành xong cái chỗ farm này rồi. Sẵn tiện là một chỗ đủ rộng để mình núp trong này luôn. Ok. Rồi, vậy là mình đã xong cái công đoạn xây dựng rồi đó. Mình sẽ thử núp trong đây tầm 15-20 phút gì đó, hoặc là 5 phút thôi cũng được, để coi coi mấy farm này nó hoạt động như thế nào cái đã. Nhỡ mà nó xui xui nó không hoạt động thì mình còn chỉnh lại kịp. Mình mong là nó hoạt động á, chứ có công xây dựng như đây mà không có hoạt động là chắc hơi toan. A few moments later. Yahoo! Ui ui, có quái kìa. Mình thấy quá trời quái luôn. Ủa sao kỳ ta, trong đây có cổng, à cổng dây mình nhớ cô bé chân làng. Nhưng mà có vẻ là nó chưa có hoạt động ok la cho lắm. Ồ quái xuất hiện nhiều ghê chưa. Ồ đúng nhiều luôn. Thì nó bắt đầu nó rớt xuống từ từ đó. Hay da, nhưng mà lạc đà ơi, giờ đi xuống nha lạc đà. Ở đây không an toàn đâu. Nó mà ngứa ngứa tại nó lấy kỳ cùng á, nó bắn vô cái này nè. Ngay đây nè. Một phát một là sưng cá mông ấy. Không đùa, nguy hiểm lắm. Nên là thôi, tạm thời xuống biển tắm đi, để mình lên trên mình áp ca tiếp cái đó. 2000 years later. Ui hình như mình quên mất cái việc áp ca mất. Mình đi làm chuyện khác quay lại thì đã khá là lâu rồi. Ui trời đất ơi, đồ đạc nó rồi luôn, nó đầy nhóc luôn rồi. Quá là thành công với cái máy farm này luôn á. Coi này, mình đã thủ sẵn là mình sẽ chất thêm rương rồi. Nhưng mà nó vẫn đầy ắp kho đồ. Chà, giàu to, mình sẽ ưu tiên lấy thuốc súng thôi. Uầy, một rương là mình được tới vài stack thuốc súng lần nha. Chiến này mình tha hồ chế tạo những trái TNT rồi. Và số lượng đồ mà nó cho mình còn có cả xương nè, rồi sợi chỉ nữa. Như vậy thì sắp tới hai cái nguồn này mình sẽ không hề sợ bị thiếu luôn ấy. Ôi nó còn đầy nhóc ở đây nữa nè, cái nó đẩy đồ vô rương không kịp luôn á. Quá là hiệu quả với cái máy farm mình luôn nha. Mình rất ưng cái máy farm này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy cái số thuốc súng trong hai cái rương sugar này để mình chế tạo thành những trái bom. Nhưng mà mình cần phải có thêm một loại vật liệu nữa. Đó chính là
Sỏi. Hình như trên núi này có sỏi thì phải. Mình thấy giống sỏi lắm. À không, nó là đá. Đây đây đây, nguyên một cái vùng toàn sỏi không nè. Thích gì ta, tranh thủ lấy thêm một cỡ một rương á. Mình nghĩ là tầm một rương sugar sỏi là đẹp. Gì đây, định test sức mạnh của cây kiếm quét cạnh nhặt ba sắc bén năm sửa chữa của mình à. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Đâu phải muốn test là được test đâu, vinh hạnh lắm mới được test đó nha. Như vậy thì nguyên cái gò sỏi này sẽ cho mình được hơn một cái rương sugar một tí. Ok, vậy càng tốt. Mình sẽ có dư ra một lượng nhất định để dành mai mốt có muốn dùng gì thì dùng luôn. Giờ thì chắc mình sẽ mang số sỏi này về và kết hợp với một chút cát nữa để chúng ta làm ra những trái TNT cực mạnh nào. Đầu tiên là mình sẽ tạm thời để đồ nghề xuống đây trước cái đã. Quá trời quá đắt đồ rồi. Lấy thêm một ít cát trong đây. Ui, không đủ sức chứa luôn á. Cả thuốc súng nữa. Để coi mình sẽ gom và làm được cỡ bao nhiêu stack TNT đây. Quầy tính ra chế tạo cũng không có hao sỏi là mấy nha. Cái rương này mình còn y nguyên nè, chưa đụng vô cục nào hết. Rồi và tổng cộng là mình sẽ có được tầm gần 10 stack TNT sau cái công đoạn chế tạo. Phải hồi nãy mình chịu khó mình lấy thêm thuốc súng thì chắc mình sẽ làm được nhiều hơn á. Nhưng mà tạm thời thì 10 stack cũng tương đối ổn rồi. Và số TNT này sẽ được dùng vào cái công việc bí mật mà hồi nãy mình có đề cập với các bạn. Và công việc ấy chính là tìm Netherite. Lần trước thì mình đã kiểu như là ngồi cong cái mông lên để đào Netherite khá là cực luôn. Thế nên là hôm nay mình muốn tìm Netherite một cách nó nhàn hạ hơn. Nhưng mà nó cũng nhiều rủi ro hơn. Đấy chính là dùng TNT để cho nó nổ. Tuy nhiên thì cách này thì chắc mình sẽ tiết kiệm được khá thời gian đấy. Ok, giờ thì qua bên địa ngục. À mà kiểm tra cái đã. Mình còn thuốc kháng lửa không? Ấy, mình còn. Cái này lúc nào mình cũng mang trong người hết. Nên là cũng khá là an tâm. Rồi đó, đồ nghề có sẵn thì rất là tự tin qua bên địa ngục thôi. Mình đã trở lại cái đường đào lần trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là đào một cái đường thẳng. Cái đường này mình sẽ cho cỡ một stack TNT. Tổng cộng là mình sẽ làm được cỡ 10 đường á. Ô mà một stack thì nó kiểu bị nhiều quá ta. Thôi mình chia theo kiểu tiết kiệm đi. Tức là nửa stack mình sẽ làm một đường. Như vậy thì mình sẽ được tầm 20 mấy đường. Thì khả năng mình tìm được Netherite thì chắc sẽ cao hơn á. Ây da, nó bị có nhung nham chặn đường rồi. Căng vậy. Thôi mình đổi hướng cũng được. Ồ, what? Cái gì? What the heck? Mới vào thì mình đã tìm được quặng mảnh vỡ cổ đại đầu tiên luôn rồi. Hên vậy. Hợp lý nha. Ủa tại thiệt, hồi nãy mình đi mà mình quên mang theo cái bật lửa à. Mình mới bay về nhà để lấy cái bật lửa. Không thôi là một hồi đặt bơm xong á, không có kích hoạt được rồi. Và hiện tại thì mình đang đào thẳng về hướng bên này. Hy vọng là trên đường đào mình sẽ không có gặp những cái hồ nhung nham, để cho tiện hơn trong việc mình kích nổ TNT. Rồi, đường đào đầu tiên đó. Hy vọng là may mắn nha. Nó nổ kìa. Một chỗ đầu tiên. Có lý nha. Ây da, nó nổ. Hai chỗ luôn. Ui da, hết thấy đường rồi. Thơm thiệt. Nó nổ không hết rồi, mình phải tiếp tục kích nổ thêm rồi. Ui, tưởng đâu bơm lép chứ. Rồi cho nó nổ đi. Đường còn dài lắm. À, tiếp tục. Ở cái đường đào đầu tiên, mình cho kích nổ TNT thì mình có được tổng cộng là 9 mảnh vỡ cổ đại. Nói chung thì cũng là một con số tương đối ok rồi đấy. Đỡ hơn là mình đi đào theo cách thủ công. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục dùng cách này để mình làm thêm một đường nữa coi. Để coi đường thứ hai thì mình sẽ có được bao nhiêu mảnh vỡ cổ đại. Ở
ôi da, trời ơi, bơm nó dội thẳng vô mặt mình. Như vậy thì khoảng cách lý tưởng nhất là mình sẽ cho hai một cục bơm, rồi sau đó cách hai ô và cho tiếp một cục bơm thì nó sẽ nổ đều, chứ cho xa quá thì nó sẽ không có nổ tới. Ê, cuối đường vẫn còn nha. Ở cái đường thứ hai thì mình khá hơn, mình tìm được tới 12 quặng lận. À, có vẻ có lý ấy ta. Như vậy thì công sức mà mình đầu tư hẳn một cái mob farm để có được thuốc súng và chế tạo bơm trong ngày hôm nay là hoàn toàn hợp lý. Và đây tiếp tục là một chỗ mảnh vỡ cổ đại mà mình đào thấy nữa nè. Bữa nay kiểu đúng hên luôn, quá đã. Tranh thủ lúc mà nhân phẩm nó còn cao thì mình sẽ tích cực đi tìm tiếp thôi. Và đây là đường thứ ba, mong là nó sẽ tiếp tục cho mình thật là nhiều mảnh vỡ cổ đại. Cái đường thứ ba là cái đường dài nhất từ đầu tới giờ, để xem coi càng dài thì nó có hiệu quả hơn mấy cái đường ngắn hay không nha. Có vẻ là nó cũng hiệu quả đấy. Ủa, cuối đường cũng có netherite quá trời kìa. Ai, hai chỗ netherite kế bên luôn. Ây, kìa. Trời ơi, con sương. Trời đất ơi, nó bắn mình hú hồn chim én hết. Như vậy cái đường dài nhất cũng là cái đường cho mình nhiều netherite nhất nha. Tuy nhiên nó hơi tốn TNT một xíu thôi, nhưng mà chắc cũng xứng đáng mà. Áp dụng cách này thì chắc mình sẽ dùng cho hết toàn bộ số TNT của mình. Để coi coi cái chuyến đi nổ nổ netherite này thì mình sẽ dò tìm được bao nhiêu quặng. Come on. Để kiểu như đúng nhân phẩm luôn. Bữa nay quả thật là một ngày kiểu như tuyệt vời để mình có thể đi tìm quặng netherite rồi. Cái nhân phẩm của mình quá là dữ luôn. Ê, đừng cùng rồi. Ở đây có nhung nham mà. Ok, chắc đặt TNT là vừa luôn. Cái đường này thì nó kiểu hơi ngắn ấy, tại vì mình đã chạm trán một cái hồ nhung nham mất rồi. Nhưng mà không sao, ngắn nhưng mà chất lượng là được. Ok, nói chung thì có mảnh vỡ cổ đại là vui rồi, tuy hơi ít một xíu. Nữa này, cứ y như rằng mình đào tầm vài đường á là mình sẽ gặp được những cái chỗ netherite thôi. Một cái này là ba luôn à, ngon. Như vậy là mình sắp đạt được cột mốc một stack quặng mảnh vỡ cổ đại đầu tiên rồi. Còn thêm 4 mảnh vỡ cổ đại nữa thôi. Cố lên, cố lên. Ấy, vậy là ở dưới địa ngục cũng có quá trời sỏi nè. À, nhớ rồi. Mình mốt cần sỏi mình sẽ gán xuống địa ngục. Chứ tìm ở trên thế giới thường á, tính ra cũng hơi khó ấy. Ây da. Thuốc kháng lửa. Ui, cái bom nó nổ không phát, mình mất cái vật tổ trường sinh luôn rồi. Trời đất ơi, nguy hiểm thiệt chứ. Ui, tí nữa thì toang rồi. Ôi mà bây giờ mình hết vật tổ trường sinh rồi nha. Bom nổ là phải chạy xa đó, không là nó nổ cho banh xác luôn ấy. Nguy hiểm quá. Ui, hình như mình tự dồn mình vô cái đường cùng hay sao ta. À chắc không sao mình. Ây, có sao. Ouch. Nữa rồi. Ok, giờ thì kích hoạt cái bơm này. Cái đường này nó cũng không được dài lắm, nhưng mà không, cứ chơi thôi. Ây dùi. Oh.
không biết là bữa nay mình có kiểu như gom gom đổ 2 stack không nữa. Vì với 2 stack mảnh vỡ cổ đại thì mình sẽ làm được cỡ 32 foil. Chà, rất là nhiều á. Hy vọng là số bom còn lại có thể giúp mình kiểu như tìm đủ nhân phẩm gì ta. Ồ, lần này là 2. Thơm luôn. Hết rồi. Hết bơm rồi. Mình còn có 18 trái bơm duy nhất thôi. Và cái đường nổ cuối cùng này thì chỉ cho mình đúng 2 mảnh vỡ cổ đại à. Chắc cái chuyến đi dò tìm mảnh vỡ cổ đại của mình hôm nay sẽ tạm dừng tại đây thôi. Ê, nó còn vài trái bơm này để nổ nốt luôn coi. Biết đâu cuối đường lại có thêm một vài mảnh vỡ cổ đại thì sao. Phải thử mới biết được. À, hết rồi. Ok. Mặc dù bữa nay công việc của mình nó hơi hôi mùi thuốc nổ một xíu thôi, nhưng mà đánh đổi lại mình đã có được hơn 2 stack quặng mảnh vỡ cổ đại. Chiến này giàu to. Mình sẽ chia ra để cho nó nung nhanh hơn. Đây, mỗi lò nung mình sẽ cho nó nung 20 mảnh vỡ. Quá là đã luôn. Không phải tự nhiên khi không mà hôm nay mình lại đầu tư hẳn một lượng lớn TNT để dò tìm Netherite đâu. Chủ yếu là mình muốn nâng cấp toàn bộ các dụng cụ của mình thành Netherite hết đấy. Hiện tại thì mình chỉ mới có một cây kiếm nè, một cây cuốc và cũng như là một cái cây cúp bằng Netherite thôi. Mình còn cây rìu, cây xẻng và một cây cúp mềm mại chưa được nâng lên Netherite nè. Nên là hôm nay mình sẽ nâng nốt luôn á. Mình sẽ cần thêm một ít vàng để làm thành cái foil Netherite. Uầy, 16 foil. Trời ơi. Mình cũng làm được cả một cái khối luôn nè. Khối này mà trưng bày gọi có thể nói là hết sảy con bà bảy luôn. Rồi, trở lại với công việc chính nè. Mình sẽ dành một foil Netherite cho cây rìu, một foil cho cây sẻng, thêm một foil nữa cho cây cúp mềm mại luôn. Ta-da. Bây giờ toàn bộ dụng cụ của mình đều đã trở thành dụng cụ Netherite rồi. Cây đinh ba mà lên được Netherite là mình cũng nâng luôn ấy. Nhưng mà tiếc quá đinh ba thì không có đinh ba Netherite. Và số vụn còn lại thì nó cũng đã được nung xong hết rồi nè. Để mình chế tạo coi coi tổng cộng bữa nay mình sẽ có dư được bao nhiêu cái foil Netherite đây. Mình thêm được 16 và còn thêm được 4 foil nữa thì phải. À, 3 foil. Và tổng cộng thì mình sẽ có được là bao nhiêu? 32 foil Netherite tương đương với có 3 khối à. Rồi. Thôi, mình tính biết gì không? Mình tính làm một cái đèn hiệu nho nhỏ bằng khối Netherite á, 3 x 3 thôi cũng được. Nhưng mà có vẻ không đủ rồi. Có vẻ khá là khó. Ý, mà hình như cái rương Netherite của mình chưa kiểm tra đúng không ta? Biết đâu trong cái rương của mình còn vài vụn thì sao? Rương Netherite. À, còn có 2 vụn à. Ừ, 2 vụn thì cũng như không thôi. Rồi, ok, trước mắt có nhiều thì dùng nhiều đi ha. Mình cũng dư được 3 khối chứ bộ. Đặt tạm trước ở đây đây. Mình gửi ở đây đó. Ít hôm là mình đủ 9 khối là mình sẽ làm cái đèn hiệu ngay đây nữa là siêu đẹp luôn nè. Đẹp khoe, xấu thì cũng khoe nữa. Ok. Hôm bữa thì mình chỉ mới triệu hồi lại rồng Ender, nhưng mà vẫn còn một cái thành tựu ở bên thế giới kết thúc nữa. Đấy chính là từ trên đây nhìn xuống đẹp thật. Mình sẽ cho con Sugar bắn mình bay lên cỡ 50 ô để hoàn thành được cái thành tựu nữa. Thế nên là thôi, bữa nay tranh thủ mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái thành tựu đó luôn. Trước tiên thì để mình farm một ít ngọc Ender cái nè. Mình sẽ đi cánh cổng bên này đi. Tại vì cánh cổng bên này thì nó sẽ gần hơn so... Ủa, hai cánh cổng như nhau mà ta. Ờ, cánh cổng bên này cũng được. Mình sẽ phóng qua. Rồi sau đó bay tới cả thành phố kết thúc kế bên luôn. Bữa mình farm á, vẫn còn chừa một vài con Sugar. Thế nên là đảm bảo là mình vẫn có thể làm được cái thành tựu này thôi.
lần này mình sẽ thử lại coi. Để xem có bay lên được tới 50 ô hay không. Cái này nó bắt buộc là mình phải dính hiệu ứng bay lên này. Và bay lên 50 ô cơ. Khá là căng luôn. Đúng rồi. Ừ, tích cực phát huy nha. Ở đây có con Suker nè, mình sẽ bay lảng vảng gần nó cho nó đánh mình. Đánh trúng đi. Ừ, chính xác. Có cơ hội, có cơ hội nha. Mình nghĩ lần này mình có thể làm được cái thành tựu này đấy. Ừ, chính xác. Bắn thêm đi. Ở trên này không biết còn Suker không nè. Để mình đập ra mình kiếm Suker cho nó đánh mình. Ây, chết tiệt, không còn Suker. Hồi nãy giờ cũng cao lắm rồi đó. Được chưa? Yes. Thành công rồi. Mình đã hoàn thành được cái thành tựu. Chà, cũng ra gì đấy. Rồi, và như vậy thì thành tựu bên thế giới kết thúc, mình đã hoàn thành. À dạ, cái gì đây? À, thấy người ta mới mặc giáp nè, The Rift vô cái là khoái, lợi xin chữ ký hay gì. Ủa, cái cánh rồi. À đây, cánh đây. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ bay qua bên thủy cung một xíu á. Tại vì mình muốn qua bển để mình đặt tên cho Axolotl thôi. Chứ mình mà không đặt tên ấy là chắc ít bữa nữa quan bển này cho còn đúng có một Axolotl hàng hiếm của mình thôi. Như vậy thì không tốt tí nào cả. Mình kiểm tra lại coi lần này nó có mất bớt không. Ôi, lần này thì không có giảm sút quá nhiều nè. Vậy mà hôm qua giảm sút đúng nhiều luôn á. Ô mà bây giờ mình đặt tên hết cái đống này chắc tới chiều quá. Ủa sao lạc ra đây một Axolotl màu hồng nữa vậy? Ủa mình nhớ mình chỉ thả ra đây. Nhớ rồi, hôm qua mình lai tạo, quên, hú hồn chưa mén. Để bây giờ mình tìm Axolotl Pro Max của mình cái đó. Đây, Axolotl Pro Max đây, lại đây cưng. Mình đã được các bạn chỉ dẫn cách lai tạo ra Axolotl Pro Max nhiều hơn rồi. Là mình sẽ cho Axolotl Pro Max ăn trước. Rồi mới cho Axolotl khác ăn sau. Thì khi sinh sản ra thì mình sẽ được Axolotl Pro Max con á. Để xem. Có phải như vậy hay không? Ý? Rồi, chính xác rồi. Tuyệt vời. Mình sẽ múc lại. Đâu rồi. Ai, dậy đi em cháu ơi. Qua nay vẫn còn chổng cái chân lên trời à. Không hiểu luôn. Ủa đâu rồi trời. Hồi nãy mình mới lai tạo ra Axolotl Pro Max con rồi. Bây giờ mình tìm không thấy luôn nè. Mới thấy ở đây mình. Đây rồi. Thiệt tình luôn á, chốt. Trốn hơi bị giỏi nha. Pro Max con. Thiệt luôn á. Tìm mà thích cả người à. Rồi, mình đã được các bạn chỉ cách đổi tên á. Là chỉ cần đơn giản là dục cái xô. Chứ Axolotl vô đây rồi mình đổi tên thôi. Kì đây. Người cũng muốn đổi tên à. Mờ đi cưng. Đi vô khác mình chơi. Quýnh vô gớt cái quần luôn. Láo. Mình sẽ đặt tên là Pro Max con. để dễ phân biệt hơn á. Đấy. Ok la rồi đó. Rồi Pro Max con đi bơi lội đi. Mình đã không sợ Pro Max con đi spawn rồi. Quá đã luôn. Còn số lượng Axolotl trong đây thì chắc mình sẽ cân nhắc lại quá. Chứ bao nhiêu đây Axolotl mà mình đổi tên chắc mất cả ngày ấy không đồ đâu. Nhiều lắm. Lại có một cái bác thương nhân dân làng. Không có tâm với nghề rồi. Dẫn lạc đà mà đi kiểu vậy thì xiết cổ con nhỏ hơn sao. Nè cái bác ấy nè. Hồi bác ấy chơi thuốc tàng hình rồi. Băng xanh hả. San hô. Bán đồ không có tốt gì hết á. Bán đồ mà không tốt như vậy là sẽ bị nghiệp quật. Đó ác độc chưa. Thấy để nhỏ kìa. Mình sẽ thay trời hành đạo. Trừng trị những cái người mà ngược đãi động vật như vậy. Đón nhận cái kết đi. Trời ơi trâu vậy. Đe gớt nãy giờ bẹp rồi đó. Ôi các bác này tập gym hay sao á. Đe gớt vô đầu mà không có xi nhê gì hết luôn. Nay gặp dân làng sao muối rồi. Quá là trâu. Tới số chưa dân làng. Được rồi, anh đã giải cứu. Ê, ôi sao phun nước bọt. Tôi trời.
Ôi, mình giải cứu khỏi sự ngược đãi từ cái bác dân làng thương nhân. Vậy mà nỡ lòng nào đi phun nước bọt vô mặt mình. Coi coi, làm ơn bác quán chưa? Ý, liêu liêu phun hộp, ý, xí hộp, úi giời. Ý giời, ôi dạ. Né nhẹ nè. Né nhẹ nè. Né nữa nè. Ồ, buồn ghê luôn á, cứu xong rồi có cuộc. Thôi, biết gì không cứu được rồi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái khu vực mob farm tổng hợp. Đây là khu vực có thể nói là cho mình một cái sản lượng đồ rất là kinh khủng luôn á. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình có thể tranh thủ làm một cái hệ thống lọc đồ để chia đồ ra nó gọn gàng hơn. Lúc mình tìm thì nó cũng dễ hơn nữa. Ngoài ra thì mình cũng đã làm được 1/3 của cái đèn hiệu Full Netherite rồi. Sắp rồi. Còn khi nào thì chưa biết. Nói chung là hôm nay thì mình chỉ dư ra được 3 khối Netherite sau quá trình thế à, đặt cả đống TNT ở dưới địa ngục. Nhưng mà không sao, đây là một cái khởi đầu khá là thuận lợi rồi. Mong rằng mình sẽ sớm đạt được cái mục tiêu là một cái đèn hiệu bằng Netherite. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nhé. Công gia thi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.